Hôm nay mình đi bắt ốc hồn hồn nha các bạn. Một con này các bạn, rất là nhiều nha. Một con nữa nè, quá trời luôn nè các bạn. Một con nữa nè, ở đây rất là nhiều nha. Đây nè, một con nữa nè, bạn thấy không, quá trời luôn. Rất là nhiều nha các bạn. Này nữa nè. Quá trời luôn.